Thấy ấn tượng điều gì ở Đức Hải? Đẹp trai ạ. Đẹp trai. Rồi đến với nhau đầu tiên là vì nhan sắc trước đúng không? À, ngày xưa anh cũng vậy em. Anh với Thúy đúng nhau vì nhan sắc đầu tiên hết. Là anh ấn tượng nhan sắc chị Thúy không? Không, anh lặp lại là cả hai chúng tôi bị ấn tượng về nhan sắc của nhau. Anh có dám gọi chị Thúy, Thúy ơi, ngày xưa em mê anh vì nhan sắc có phải không? Anh dám gọi không? Tôi không dám đó. Gọi đi, gọi đi, gọi đi, gọi đi. Gọi, gọi. Dạ, alo. Alo. Chị Thúy ơi, em Lâm Vĩ Dạ đây, chị Thúy ơi. Dạ, chị ơi, em với anh Thịnh đang quay chương trình đó chị. À, có một điều em muốn hỏi chị xác minh giúp em là anh Thịnh cứ lên sóng truyền hình nói là chị mê ảnh vì nhan sắc, có đúng không ạ? Anh nói là chị hôm nay có trợ lý đi chung không em? Dạ không. Tại tới giờ anh uống thuốc rồi đó em. Tới giờ anh... Dạ, em... Dạ. Chị á nha. Dạ, dạ em cảm ơn chị Thúy rất là nhiều, em chào chị ạ. À. Tiếng trợ lý trước đấy. Anh nghe rõ chưa anh Thịnh? Tôi đã nói tôi không dám gọi rồi đó, thấy chưa? Chưa. Từ nay về sau Đức Thịnh sẽ không bao giờ dám nói cô Thúy yêu ảnh gì danh sách nữa. Quen quen nhau sao vậy? Ủa mắc gì quạo? Không có quạo. Sao mà kêu uống thuốc trời.